được bán tất cả ở những các cái khu chợ bán chó tập trung, có thể là 2 triệu, có thể 1,5 triệu, 2 triệu, thậm chí còn 1 triệu. Đấy cũng như con chó Phú Quốc bị lai tạp ra. Giá con chó Alaska hiện tại bây giờ nó cũng là như vậy. Những con chó thuần chủng được sinh ra bởi bố mẹ. Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Nguyễn Mạnh Hùng Live TV nhé. Và lời đầu tiên thì cho Hùng xin chúc tất cả các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và thành đạt. Và trong cái video clip ngày hôm nay thì Hùng lại muốn chia sẻ một cái vấn đề tưởng chừng như rất đơn giản mà lại có rất nhiều các bạn quan tâm. Đấy, cũng có điện thoại cũng như nhắn tin cho Hùng hỏi một cái vấn đề là giá con chó Phú Quốc so với giá con chó Alaska thì con chó nó đắt hơn. Tại sao con chó Phú Quốc giá là thế này mà tại sao con chó Alaska nó lại giá lại thế này? Đấy thì trong cái video clip ngày hôm nay thì Hùng cũng ngồi chia sẻ vui vẻ cũng như để chúng ta cùng tham khảo về giá của hai giống chó này là giống chó Phú Quốc và giá của cái giống chó Alaska. Và chó Phú Quốc thì Hùng lắm rất là rõ, tại vì là Hùng đã trong những cái video lần trước thì Hùng cũng chia sẻ với các bạn rằng là con đường đến với con chó Phú Quốc và cái thời gian gần gũi và nuôi dưỡng con chó Phú Quốc này nó cũng tầm mười mấy năm rồi, và cái tính cách của nó này và cái hình thức và con nào đẹp con nào xấu, hoặc là đấy, về giá cả thực tế của một con chó Phú Quốc nào thì Hùng cũng nắm cũng tương đối là chính xác nhá. Tất nhiên là về giá con chó thì không ai đặt cho nó cả, nhưng để mà trên thị trường có những cái con chó mà nó như thế nào, Hùng có thể Hùng đánh giá được con chó này tầm giá khoảng bao nhiêu tiền là Hùng có thể Hùng đánh giá được. Đánh giá được cái giá tiền của con chó thì mình cần phải có cái kiến thức sâu về con chó Phú Quốc. Thôi thì cái kiến thức thì Hùng sẽ chia sẻ trong một cái video clip sau, nhưng trong cái video clip này thì Hùng muốn chia sẻ một số cái thắc mắc giá cả của hai con chó này. Về giá con chó Phú Quốc nó cũng phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố để đánh giá một con chó Phú Quốc và để định giá một con chó Phú Quốc. Để đánh giá một con chó Phú Quốc giá tiền nó bao nhiêu thì phụ thuộc vào thứ nhất là sức khỏe con chó, đầu tiên là sức khỏe con chó. Đấy, cái thứ hai nữa là phụ thuộc vào gia phả con chó. Vấn đề thứ ba nữa thì phụ thuộc vào chính cái con chó mà mình định giá đó nhé. Có thể là nó sinh ra nó khỏe mạnh được một yêu cầu, và cái thứ hai nữa là nó sinh ra một trong một cái gia đình nổi tiếng, nhưng đối với con chó đó nó lại bị một số những cái lỗi mà rất là rõ rệt, mà những cái lỗi đó là gần như là cần loại bỏ. Đấy, chẳng hạn con chó bị thiếu răng là cái lỗi là lỗi khung xương gần như là nhá, không được công nhận giống là con chó Phú Quốc. Đấy là đấy nói đơn giản đấy thôi. Cái thứ hai chẳng hạn như con chó nó sinh ra nó khỏe mạnh và sinh ra trong một cái gia đình nổi tiếng, nhưng đẻ ra con chó đó nó bị đấy nó bị lỗi cái đuôi, thì so với những con chó ở trong cái đàn đấy thì con chó đó nó lại so về giá thì nó lại thấp hơn rất nhiều so với những con chó mà nó được hoàn thiện hơn. Trung bình con chó anh em bán trên thị trường và kể cả trại của tôi cũng thế là thường thường là có giá những con chó khỏe mạnh và sinh ra bởi bố mẹ cũng tương đối là tốt thì có giá từ tầm từ 4 đến 6 triệu. Còn đâu có những con chó mà nó cũng sinh ra ở trong cái đàn bố mẹ đó nhưng ở trong cái đàn đó nó trội lên. Đấy, nó rất là đẹp. Rất là đẹp ở đây thì nói các bạn rất là trừu tượng, các bạn phải hiểu về con chó Phú Quốc. Hãy hiểu sâu về cái bản tiêu chuẩn của chó Phú Quốc và phải biết thế nào con chó Phú Quốc đẹp thì các bạn sẽ biết con trong đàn đó là con chó nào đẹp. Đấy thì nó có thể là nó chênh lệch so với những cái con trung bình kia. Có những con trung bình kia từ 4 đến 6 triệu, có thể những con mà nó nhỉnh hơn nó tầm 8 đến 10 triệu, thậm chí có con 15 20 triệu. Để mà chính xác cái giá thì nó rất là khó, nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi và tôi cũng chơi chó rất là lâu và cũng thực tế trại tôi cũng sản xuất sản sinh ra rất nhiều các thế hệ chó thì về cái giá cả con chó bình quân nó là như thế. Đây con chó Phú Quốc. Còn đâu con chó về con chó Alaska thì tôi thì tôi không nuôi dòng chó Alaska, nhưng mà tôi thì tôi rất là thích chó, chó nào tôi cũng quan tâm. Những cái năm trước ấy được nhập khẩu từ nước ngoài về nhé, được nhập khẩu từ nước ngoài về những con chó thuần chủng. Theo tôi được biết là có thể là mua những nhập những con chó có thể là Alaska thuần chủng đẹp nhập ở bên Nga nó tầm vài chục triệu một con. Đấy đấy là những cái thời gian trước. Còn đâu sau này thì khi mà được một số cái nhà nhập khẩu chó người ta nhập khẩu về về Việt Nam, người ta nhân giống tại Việt Nam
thì con chó bắt đầu là nó cũng nhiều lên rồi, và cái giá chó Alaska nó đã giảm dần. Chẳng hạn như là con chó nhập, một con chó nhập nước ngoài về có giá tầm khoảng 40 triệu. Một con bố nhập, con mẹ nhập như thế đẻ sinh sản tại Việt Nam thì con chó nó rơi vào tầm khoảng 15 đến 20 triệu. Đấy là những cái thời gian đầu. Sau đó thì số lượng chó nó mỗi ngày nó một nhiều lên, và cũng rất là nhiều các nhà nhân giống người ta nhân ra, thì do cái thị trường mà. Thì sau đó là những con chó giống của Alaska đấy, con chó giống chó con đấy, nó rơi tầm 10 triệu. Đấy là những con chó mà được sinh ra bởi bộ những cái đôi bố mẹ mà chuẩn thuần chủng đấy, có giấy nhập nhá. Còn đến những cái thời điểm hiện tại ấy, thì nó như cũng như con chó Phú Quốc của chúng ta là nó cũng bị lai tạp rất là nhiều. Có thể lai tạp từ con chó Alaska lai một con chó Husky chẳng hạn. Đấy, hai con chó nhìn thì nó cũng lẫn lộn nhau. Hay cho nên một con chó Alaska lai con chó Husky chẳng hạn, thì đấy là nó cũng xét vào cái dạng là lai tạp rồi. Và đấy là lai con Husky thì nó cũng còn là cùng một cái dòng. Có thể là nó cũng như con chó Phú Quốc, con chó Thái đấy. Đấy, có thể nó ra nó còn nhiều điểm giống với con chó Alaska. Đấy, nhưng một số người dân người ta nuôi đấy thì có thể người ta cũng chỉ là thích thôi, người ta cho con chó Alaska đi với con chó ta chẳng hạn. Đấy, ra thì nó cũng có nhiều nét giống chó Alaska, nhưng những con chó nó rất là rẻ và được bán tất cả ở những các cái khu chợ bán chó tập trung, có thể là 2 triệu, có thể 1,5 triệu, 2 triệu, thậm chí còn 1 triệu. Đấy, cũng như con chó Phú Quốc bị lai tạp ra, giá con chó Alaska hiện tại bây giờ nó cũng là như vậy. Được những con chó thuần chủng được sinh ra bởi bố mẹ, được những nhà nhân giống nghiêm ngặt đấy, và được sinh ra bởi bố mẹ đẹp, thì những con chó giống đó nó cũng giá nó vẫn còn cao đấy, cũng tầm khoảng 10 triệu một con nếu nhá. Tại vì con chó Alaska là một con chó thuần chủng đấy, có bản đồ gen thuần chủng, chứ nó không như cái con chó của Phú Quốc của chúng ta là nó mới có bản tiêu chuẩn của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam người ta đưa ra thôi. Còn đâu thực tế ra là nó chưa có bản đồ gen thuần chủng như các con chó khác ở trên thế giới. Đấy, thì cái giá con chó Alaska hiện nay thì nó cũng rất là lung tung. Có thể là nếu mà các bạn biết đến những cái trại hoặc những cái nhà nhân giống chuyên nghiệp, người ta kỷ luật với cái việc nhân giống, đấy, người ta không cho lai tạp cái gì cả, để các bạn mua được con chó mà nó thuần chủng và nó đẹp thì giá cũng vẫn còn cao, cũng tầm khoảng 10 triệu đến 15 triệu. Đấy, nó cũng như con chó Phú Quốc đẹp thôi. Đấy, còn đâu là những con chó đã bị lai tạp rồi thì tôi vừa nói đấy, thì là có thể là từ 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu, 3, 4, 5 triệu cũng có nhá. Cho nên là một số các bạn mà cũng có thắc mắc là sao có giá con chó Phú Quốc nó cao thế. Em mua con chó Alaska có 3 triệu mà sao nhiều nơi người ta nói con chó Phú Quốc 6 triệu. Con chó Phú Quốc, con chó Việt Nam, con chó Alaska, con chó nhập khẩu mà là con chó Phú Quốc lại đắt thế. Đấy, cho nên tôi cũng chia sẻ với các bạn cặn kẽ về cái vấn đề là giá của con chó Alaska và con chó Phú Quốc nó là như thế. Không ai định được giá cả, không ai định được giá cả, thì con chó đã là lai tạp rồi, hoặc là con chó Phú Quốc nên nó chưa phải là thuần chủng, thì chúng ta phải hiểu về con chó Phú Quốc, chúng ta phải hiểu về bản tiêu chuẩn và phải hiểu biết sâu về con chó Phú Quốc. Còn nếu các bạn cũng mua con chó AK nhưng mà thực tế ra nó cũng bị lai rồi, cũng nhưng thực tế ra những cái con đấy thì nó cũng còn rất là nhiều những cái nét mà của con chó Alaska các bạn không phát hiện ra. Nhưng mà tôi đang nói về cái vấn đề giá, đúng không? Giá thì bây giờ nó rất rất là thập cẩm lung tung cả, như tôi vừa chia sẻ đấy. Thì nó cũng phụ thuộc vào nhiều thứ. Con chó thuần chủng nó khác, sinh ra bởi bố mẹ thuần chủng khác, mà sinh ra bởi những cái bố mẹ mà đã lai tạp rồi khác nhé. Và bản thân cái con chó Alaska nó, kể cả những cái con thuần chủng trong cái đàn đấy, cũng có những con trong cái đàn của bố mẹ nhập khẩu đó, có những con đẹp hơn một chút, xấu hơn một chút, thì nó cũng có giá khác nhau nhá. Cho nên là không phải là cứ trong một cái đàn chó bố mẹ thuần chủng ra là giá nó như nhau đâu, và nó rất nhạy cảm. Các bạn mà biết thì các bạn sẽ nắm được là cái con nào đẹp, đúng không? Video clip thì Hùng cũng chia sẻ những cái thắc mắc của các bạn, thì biết gì thêm các bạn có thể góp ý, comment bình luận ở dưới cái video clip này,
để chúng ta cùng xây dựng một cái kiến thức về con chó Phú Quốc và một con chó Alaska, để cho nhiều người muốn tìm hiểu và muốn nuôi hoặc muốn mua một con chó Phú Quốc hay một con chó Alaska, người ta hiểu được để người ta mạnh dạn người ta mua, người ta nuôi nhé. Và có thể là các bạn chia sẻ cái video này đi cho mọi người cùng tham khảo. Chúng ta cùng là những người là yêu chó yêu mèo cả, thì chúng ta có thể là giúp tôi chia sẻ cái video clip này đấy, để mọi người có thể là xem được cái video clip này, để muốn nuôi một con chó Alaska, muốn nuôi một con chó Phú Quốc hoặc muốn nuôi một con chó gì đó thì người ta sẽ mạnh dạn người ta nuôi. Và video clip là cũng tương đối là dài rồi, thì tôi cũng xin dừng video clip đây và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.